Chào các bác. Hiện tại mình đang dư một chiếc lồng chòe. Đây là 68 nan size 42, rất là thích hợp cho chòe than nha các bạn. Các bạn nào mà nuôi chòe lửa thì có thể là sử dụng ok, đuôi ngắn. Đó. Thì đây là một chiếc lồng đã qua sử dụng và đã bắt đầu xuống màu rồi. Đây là mình mới rửa qua một chút thôi. Và các bạn nào muốn đẹp ấy thì có thể là về quét qua một lớp dầu thì sẽ rất là đẹp. Hàng tương đối là đẹp nha các bạn. Có đầy đủ phụ kiện luôn, có cống này. Đấy, cống này về các bạn rửa qua một chút cho sạch. Cái cầu thì theo lồng luôn này, phụ kiện. Sàn là alu rất là bền, dán hoa đẹp. Đây. Các bạn nhìn. Đó. Các bạn xem ở phía trên này. Đây, móc này, móc đồng dùng theo lồng luôn, bộ nặng nặng thì bình thường thôi. Móc đồng này là khá là đẹp ấy, thì nó cực kỳ bền chắc luôn. Cái này nó có thêm cả cái áo lồng đây này, có áo lồng luôn nhé. Nói chung là mình dùng thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như các bạn dùng. Nói chung là rất là hợp lý, thì các bạn gọi trực tiếp cho Cám Đất Việt nhé. Đây, quay tại nhà cho các bác này. Đây này. Đấy, số điện thoại ở đây thì các bạn cứ gọi điện qua số điện thoại cho mình nhé. Đó. Và các bạn xem giá và số điện thoại trên thanh tiêu đề ấy. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video nhé. À, quay thêm một chút ở đây để cho các bạn nhìn cho nó đây. Chân dừa nhá. Nói chung cái form đơn giản, nó nhìn nó rất là đơn giản mà dễ dùng nha các bạn. Đó, các bạn nhìn rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.